nghiên cứu sâu vào trong lĩnh vực muối thì tôi thường có một cái thói quen là các cái khẩu trang mà tôi mua dùng một lần tôi hay phun cái nước muối cái nồng độ khoảng 5%, hoặc cái khẩu trang vải nó có 3 lớp thì tôi phun cái lớp bên ngoài. Có người hỏi tôi rằng là cái khẩu trang này nếu ta có thể nhúng hoàn toàn vào muối xong ta phơi khô hoặc ta luộc cái lên thì mình giải thích thế này, tôi có giải thích là nếu ta cho cả cái khẩu trang này vải thì cái muối nó rất độ ẩm hút rất cao, nếu ta treo vào khi thở ra thở vào thì cái hơi ở trong thở ra thì làm những khẩu trang nó ẩm và muối nó tan ra thì cái muối nó bám bề mặt nó rất là ngứa ngáy rất khó chịu, giống như ta tắm biển mà ta không tắm nước ngọt thì ta cái như thế mà độ mặn nó cao hơn. Cho nên là cái việc mà ta dùng cả khẩu trang nhúng nước muối xong phơi khô hay sấy làm gì đấy ta làm khẩu trang thì tôi nghĩ là nó không tiện lắm, bởi vì nó sẽ bí cho khi trong lúc ta sử dụng. Thứ hai là khi ta đi đường ta nói chuyện thì không khí đi ra vào và muối ở cái lớp khẩu trang nó tan ra và nó cọ sát trên bề mặt da ta thì nó không phù hợp. Thông thường tôi hay làm hàng ngày là gì, tôi phun một cái lớp sương muối thôi thì tôi pha khoảng 5%. Thường là cách làm của tôi là ví dụ như đây là một cốc nước 500ml thì thường tôi cho hai thìa canh, tôi cho hai thìa canh này vào. Hai thìa này thì tương đương mỗi thìa là 9g, tôi cho hai thìa này vào thì hai thìa tao khuấy cho tan hết, sau đó ta dùng dần thì ta sẽ khuấy cái muối tinh khiết này với nước sạch. Bao giờ cho cái muối ở trong cái cốc này nó tan hết thì ta cho và ta dùng dần. Thì tôi vẫn làm thường xuyên cách này thì thứ nhất là muối bản thân nó khi mà hòa thành dung dịch thì nó có tính chất khuẩn. Thì chúng tôi làm trong cái ngành muối cũng như là bên cơ khí thì chúng tôi cứ có cái lọ ở trên thị trường nó bán các cái loại bình lọ xịt, ta tận dụng là cái lọ này ta cho nước muối vào. Thì khi ta cho nước muối vào thì ta sẽ rót vào cái này, ta chỉ bơm lên ở cái dạng xương thôi. Đây là tôi được một cái dung dịch là nước muối là độ mặn 5%. Những bình xịt nào thì nó đủ chuẩn để có thể làm được cái này anh nhỉ? Thứ nhất là cái bình sao mà nó phun ra là nó ở cái dạng xương. Nó ở dạng xương chứ không nên hạt to, nó ở dạng xương. Đấy, cái bình nào mà giống các bình xịt dạng này mà ta tận dụng lại, nó phun nó ở dạng xương thì nó phù hợp hơn. Để ta chỉ việc là gì, ta sóc đều lên trong ta xịt lên trên là ta như thế là ta đem ra dùng. Thì nó chỉ sau khi nó khô lên nó có một cái lớp rất tinh thể muối rất là mỏng ở trên này, ta đeo vào. Thực tế là cái lớp này thì nó nằm bên ngoài, cái lớp muối nó nằm bên ngoài thôi. Còn trong cái lớp trong này á, lớp thứ hai, lớp ba trong này thì nó tiếp xúc với mình là không có muối, mình thở ra thở vào rất là thoáng, nhưng ở bên ngoài là một lớp muối nó kết tinh rồi. Đấy, ta để một lúc sau là cái lớp muối nó kết tinh lại. Nếu như ta làm khẩu trang này cũng vậy, thì ta xịt nhưng mà là cái bình xịt nó ở dạng xương đó, ta xịt đây ta, như thế là ta xong cái khẩu trang. Cái khẩu trang này là loại như nào? Đây là khẩu trang, thực là khẩu trang vải thôi. Ví dụ như của Đông Xuân nó có 3 lớp, dệt kim Đông Xuân đây nó bán đây ở trên thị trường, ta mua cái này xong là ta xịt lên. Ta dùng mấy ngày xong ta đã đem giặt đi xong ta xịt trong muối ta đeo bình thường. Thế thế này thì lớp muối nó lại ở bên ngoài. Thực ra là để dùng để sát khuẩn thôi. Đó, cái này nó tiện cho sát khuẩn, nó sạch mà nhớ ta có cầm vào đây thì là cầm cái lớp muối. Chứ ta không cầm không lo gì cả. Vì bản thân muối của nó sát khuẩn khó có cái vi khuẩn nó tồn tại sống ở trong môi trường muối. Cho nên là cái này tôi dùng thường xuyên chứ không phải là đấy, thì nhiều bạn hỏi là nếu như cái này mà ta đem luộc lên những muối thì gần như đây là một cái khẩu trang muối. Khi mà nó bốc hơi khô thì hình như là tinh thể muối bám đây, gặp độ ẩm là nó sẽ tan ra. Nếu ta nói thế là muối tan ra thì cái mặt mình toàn muối hết mà nó dính ngứa ngáy khó chịu. Thế tôi khuyên là gì, nên làm cách đấy với tôi là nhiều rồi thì mục đích là khi chụp kém là để nó sát khuẩn cái bề mặt này thôi. Nếu bây giờ mình có sơ suất và cầm tay vào đấy thì thấy cái lớp muối thôi đó. Thế thì là Bùi Sơn Lâm, công ty cổ phần công nghệ Mới Biển, một đơn vị chuyên về nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong ngành muối.